Ok ạ, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB nhé. Thì trong video ngắn của ngày hôm nay thì số em sẽ lên và giới thiệu đến cho các bác và anh em bốn cái mẫu giảm thanh để anh em chơi súng Condo này và súng FX. Đặc biệt giá giảm thanh bây giờ nó cực kỳ là rẻ rồi. Thì các bác nào mà chưa giảm thanh này, các bác đang muốn tham khảo mua cho mình một trong chiếc giảm thanh giá rẻ, có ben tiếng nổ nghe cực kỳ là êm, thì các bác và anh em hãy cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay với nhé. Thì cũng không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng mẫu giảm thanh một, em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác và anh em cân đối tài chính các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết đến cho các bác và anh em cái mẫu giảm thanh bút neo các bác nhé. Mẫu giảm thanh bút neo một khúc và 5 vách nhôm mạ đồng tiện CNC cực kỳ là đẹp như này các bác nhé. Chiếc giảm thanh bút neo một khúc tổng chiều dài sẽ là 23 cm các bác nhé. Dùng cho các bác chơi những cây Condo Talon này hoặc là các bác chơi những cây truyền thống các bác thích nhỏ gọn thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc giảm thanh bút neo một khúc như này các bác nhé. Một chiếc giảm thanh bút neo một khúc phi 30 thì giá tại thời điểm hiện tại bên số em đang bán với giá là 300.000 các bác nhé. 300.000 đồng thì đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Tất cả các bác mua hàng bên shop thì các bác sẽ kiểm tra hàng này đúng không, đúng sản phẩm như em giới thiệu trên video thì các bác và anh em sẽ thanh toán tiền các bác nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết đến cho các bác và anh em cái mẫu giảm thanh Sumo các bác nhé. Chiếc giảm thanh Sumo tiến lùi sẽ là tiến lùi 3 khúc, phi sẽ là phi 35 các bác nhé. Tổng chiều dài sẽ là 33 cm các bác nhé. Vách sẽ là vách nhôm 7 vách nhôm như này các bác nhé. Đấy cực kỳ là đẹp, rất thưa ben, tiếng nổ nghe cực kỳ là êm luôn các bác nhé. Một chiếc giảm thanh Sumo phi 35 thì bên số em đang bán với giá là 350.000 các bác nhé. 350.000 đồng thì đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác và anh em cái mẫu giảm thanh Arifox nhé. Chiếc giảm thanh Arifox này thì bên em sẽ có phi 30 và phi 35 các nhé. Đây phi 30 và phi 35. Các bác lấy phi 30 thì các bác cứ bảo em và các bác lấy phi 35 thì các bác và anh em cứ bảo em các nhé. Chiếc giảm thanh Arifox tổng chiều dài sẽ là 37 cm các nhé. Tiến lùi vẫn là tiến lùi 3 khúc các nhé. Tiến lùi 3 khúc. Đấy các bác mà không dùng, các bác thấy dài quá thì các bác có thể bỏ cái khúc giữa ra mình dùng 2 khúc cũng được các nhé. Một chiếc giảm thanh Arifox tiến lùi 3 khúc và 6 vách thôi nhé. Đây các bác nhìn ạ, những cái vách của nó thì sẽ là vách nhôm mạ đồng tiện CNC cực kỳ là đẹp. Những cái vách này thì khi bác lắp vào cực kỳ là khít các nhé. Đấy khi bác ben thì nghe tiếng nổ cực kỳ là êm luôn các nhé. Một chiếc giảm thanh Arifox phi 35 và phi 30 thì bên số em đang bán đồng giá các nhé. Giá là 400.000 các nhé. 400.000 đồng thì đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các nhé. Đó là ba cái mẫu giảm thanh để anh em chơi súng Condo. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết một cái mẫu giảm thanh, đó là mẫu giảm thanh Gemtech thôi nhé. Mẫu giảm thanh Gemtech này chuyên để các bác và anh em chơi những cây FX thôi nhé. Đấy, mẫu giảm thanh Gemtech này thì sẽ đi kèm sẽ là 5 cái vách thôi nhé. 5 vách nhôm tiện CNC cực kỳ đẹp như này các nhé. Một chiếc giảm thanh Gemtech này khi các bác mà lắp vào những cây FX và các bác ben tiếng nổ nghe cực kỳ là êm các nhé. Thì một chiếc giảm thanh Gemtech này thì bên số em đang bán với giá là 450.000 các nhé. 450.000 đồng thì đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các nhé. Đó là bốn cái mẫu giảm thanh, ba mẫu giảm thanh này để anh em chơi những cây Condo và một cái mẫu giảm thanh Gemtech để anh em chơi những cây FX. Thì các bác và anh em đang mà đang quan tâm mẫu giảm thanh nào thì các bác và anh em nhanh tay liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em các nhé. Thì một video em làm rất chia ngắn thôi. Thì cuối video thì các bác và anh em được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.